Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức về giải Nobel vật lý. Cái giải Nobel này đó được trao cho một người được xem là người đã nghiên cứu và hình thành lên cái nền tảng ban đầu để sau này ông tiến sĩ thứ nhì đó đã phát triển và hoàn thiện từ cái nền tảng ban đầu này mà tạo ra cái công nghệ AI sau ngày nay. Thưa quý vị, thì lúc ban đầu đó ông tiến sĩ Hopfield chính là người mà bắt đầu năm 1982 ông được truyền cảm hứng từ cái cấu trúc của não người. Thưa quý vị, đó là những cái tế bào thần kinh não thì có những cái nút thắt, có những cái giá trị khác nhau, và ông phải dùng vật lý để tìm hiểu xem là những cái nút thắt này đó nó liên kết như thế nào và nó làm việc bằng cách nào thông qua cái mạng thần kinh này. Và ông dựa vào cái neural network này đó, ông đã tạo ra một cái ông tự đặt tên, nó gọi là Hopfield Network. Thưa quý vị, có khả năng mô phỏng lại một số những cái chức năng nhất định của não người, và cái network, cái Hopfield Network của ông đó, thì nó hoạt động, nó nhớ lại cái ký ức bằng cái cách là sử dụng những cái thông tin mà ông bỏ vào, giống như train cho cái hệ thống này đó. Thưa quý vị, thì đây là cái hình ảnh giống như họ vẽ lại để mà hiểu được cái cách cái Hopfield Network này nó hoạt động như thế nào. Một cách dễ hiểu nhất đó là ông lúc ban đầu đó cứ liên tục đưa vào những cái dữ liệu thông tin là những cái hình ở bên số 1 và số 2, và sau đó đó khi mà những cái nút thắt này nó hoạt động thì cuối cùng ông đưa vào một cái tấm hình nó rất là nhòe, không có rõ ràng gì hết. Và thì đương nhiên bằng những cái công thức vật lý của mình, cái network này của ông đó nó đã tính toán như thế nào đó và nó tìm được những cái thông tin đã lưu trữ ở bên trong, và nó đưa ra cái thông tin mà nó tương đồng nhất với cái tấm hình mà rất là nhòe không rõ ràng này là cái tấm hình cuối cùng này đây. Thưa quý vị, thì đó là cái cách mà cái Hopfield Network nó làm việc. Thì dựa vào cái Hopfield Network này đó của ông Hopfield, thì ông đây là ông Hinton đây thưa quý vị, người ở bên phải, ông hoàn toàn dựa vào cái Hopfield Network, và sau đó ông đã hoàn thiện lại cũng như là huấn luyện cái network sau này của ông, mà sau này nó gọi là cái trí thông minh nhân tạo AI đó, là cũng bằng cái cách là lúc ban đầu train cho những cái network này bằng cách là nạp càng nhiều thông tin vào càng tốt, và sau đó thì cái network này bắt đầu nó lưu trữ và nó đưa ra những cái hình ảnh tương đồng nhất với cái thông tin ban đầu mà cái người chủ muốn đưa ra. Thì ông Hinton này thưa quý vị đã được xem là một trong, họ gọi ông là Godfathers của AI đó, dạ vâng, cha đẻ của công nghệ AI, bởi vì dựa vào cái nghiên cứu của mình thì ông cũng có khoảng thời gian gần 20 năm làm việc cho Google để mà phát triển và hoàn thiện cái công nghệ AI. Nhưng mà mới vào năm trước thôi, thưa quý vị, có một điều khá trớ trêu là ông Hinton đã chính thức nghỉ việc ở Google để mà ông nói là ông có thể freely nói chuyện về cái nguy cơ đến từ AI. Ông nói là bởi vì chỉ trong vòng có khoảng 2-3 năm nay thôi, ông nói là con người đó đang bắt đầu huấn luyện công nghệ AI một cách quá aggressive, mà ông sợ là nó sẽ mang đến những cái nguy cơ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Và điều đó cho thấy tiền không phải là tất cả vọng mà. Bởi vì tuổi của ông không có cần phải làm để kiếm tiền nữa, cả cuộc đời nghiên cứu. Và vì thế Google có trả bao nhiêu tiền bạc triệu ông cũng từ chối. Và vì thế cái việc mà ông nghỉ làm việc cho Google cũng vì ông lo sợ nếu vì xảy ra một cái biến cố trong tương lai thì ông sẽ là người chịu trách nhiệm. Và mặc dầu chúng ta thấy bom nguyên tử, nghiên cứu hạt nhân rồi các loại mìn cũng nhận được bằng sáng chế và giải Nobel, nhưng mà những người phát minh ra chúng về sau này chính họ là những người lên án công trình nghiên cứu của họ. Bởi vì họ lên án như thế này: những tôi thì nghiên cứu, nhưng mà cái mục đích nghiên cứu của chúng tôi đó là phục vụ cái việc tốt đẹp cho con người.
Còn các anh, thí dụ như là các đại công ty mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận không thôi đó, thì phục vụ cho cái lợi ích quyền lợi. Và vì thế những nhân vật này, thưa quý vị, các nhà khoa học á, họ đã đến cái tầm cỡ đó rồi thì họ quan tâm tới nhân loại nhiều hơn. Và đó cũng là lý do mà có rất nhiều người, ngay cả Elon Musk, ngay từ đầu cũng lo sợ. Chính Elon Musk là người cũng nằm trong số các nhà nghiên cứu và cung cấp tiền của để phát triển đó, cũng lên án cái kỹ thuật này nếu như vượt khỏi tầm tay của con người và để cho những kẻ phá hoại. Phá hoại ở đây đó, lợi dụng các kỹ thuật này để gây hại cho con người. Cuộc nghiên cứu này họ cũng gọi là computer learning, machine learning, thưa quý vị. Khi mà cái não bộ của con người chúng ta học thì chúng ta học cái sai, cái đúng. Thưa bố mẹ nói con làm như thế là không đúng, con làm thế này mới là đúng. Thì con nít nó học, nó biết, thí dụ như là cầm một cái vật gì đó bỏ vào miệng thì thấy rằng ô cái vật đó nó ngon, nó ngọt, ăn được. Thì cái máy cũng thế, cung cấp cho cái máy những cái dữ liệu, trong đó dữ liệu đúng, dữ liệu sai, rồi máy nó từ từ nó phân biệt. Khi mà nó nhìn một loạt tất cả các thông tin, nó sẽ chọn những cái thông tin nào đúng. Ngay cả ông Hinton ngày hôm nay khi được hỏi đó, ông có sử dụng ChatGPT mà ngay ông là người đã phát minh ra để nghiên cứu thêm nữa hay không? Thì ông trả lời một cái điều rất là buồn cười. Ông nói yes. Mặc dù là bác học như thế, nhưng mà có nhiều cái câu hỏi ông phải vào trong máy và đặt câu hỏi. Ông nói lúc trước thì nó có nhiều cái nghi vấn lắm, nhưng mà bây giờ đó, cái kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, cho nên chính ông cũng là người sử dụng cái nghiên cứu của chính mình. Trong phần tin tức nổi bật, chúng tôi sẽ đề cập thêm về các cuộc nghiên cứu, đặc biệt về AI và sự phát triển cũng như cái mối hiểm họa của chúng. Và nói về AI thì ngày hôm nay Google có một hệ thống, một cái công trình gọi là DeepMind. Kinh khủng luôn. Cho nên chúng ta thấy đó, khi mà cái công nghệ AI phát triển, Hoa Kỳ đứng số 1 thế giới. Khởi đầu từ nước Mỹ, khởi đầu từ Hinton. Hinton là người đoạt giải Nobel, rồi ông kế tiếp là người mà chia sẻ phân nửa cái giải Nobel đó, cũng là nghiên cứu kỹ thuật. Một bên thì đưa ra những cái sáng kiến, phát minh, rồi cả hai cùng làm việc trên các máy điện toán, dựa trên các nghiên cứu về vật lý để tạo ra cái máy mà hiện nay Google, Meta là công ty mẹ của Facebook, Microsoft, rồi SpaceX của Elon Musk, rất nhiều các công ty mà đặc biệt là tại Mỹ họ bỏ ra, thí dụ như Microsoft bỏ ra sơ sơ thôi 10 tỷ Mỹ Kim để mà nghiên cứu, và họ sẽ tiếp tục đầu tư hàng năm bao nhiêu tỷ Mỹ Kim nữa để hoàn thiện. Thì Google có DeepMind. DeepMind có một cái công nghệ gọi là Gemini, thưa quý vị. Và công nghệ này hiện nay trên đây đó, và nó hiện nay đó, các cuộc nghiên cứu này nhằm mục tiêu là phục vụ cho con người. Trong đó kể cả công ty dược phẩm Bayer sản xuất, chúng ta thấy aspirin, rất nhiều cái thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó. Họ nói bây giờ phần lớn các công ty sử dụng AI để điền vào những cái hồ sơ mà Google tuyên bố hồ sơ pháp lý của họ đó, nó quá nhiều luôn, mà dựa vào con người đôi khi nó lầm lỗi. Thì Google DeepMind cho biết đó, hơn 50% hồ sơ pháp lý, bởi vì bất cứ một cái gì họ nghiên cứu ra đó là một tập hồ sơ để bảo đảm cái nghiên cứu đó không bị lấy cắp hoặc là không vi phạm về các quy định, các điều luật. Và Google đi tới đâu là phải thích ứng với luật pháp của các quốc gia đó. Thì đấy, thức tạp khủng khiếp như thế, hàng trăm quốc gia mà Google đầu tư. Google ngày hôm nay nói cái số lượng người mà làm cái công việc đó nó dễ bị sai suất, sơ suất. Và vì thế các sai số này sử dụng DeepMind AI. Công ty Bayer, các công ty dược phẩm cũng cho biết bằng nghiên cứu
và tiến trình nghiên cứu dược phẩm, tất cả các giấy tờ đó, con người làm không xuể. Một ngày không biết bao nhiêu hồ sơ phải làm. Bây giờ họ dựa vào AI hết. À, cho nên công việc thì không phải thuê mướn thêm, không có nghĩa là không phải có thư ký, phải có các luật sư để lo những cái hồ sơ đó. Nhưng mà nhờ kỹ thuật AI này, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý. Và đặc biệt một lần nữa, từ nay trong phần tin tức nổi bật, AI sẽ được đề cập thêm nữa quý vị.